Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình bị hỏng mất cái bộ sạc của cái cell pin của máy bắn bu lông của mình. Đây, cái máy này nhá. Đó, thì cái sạc của nó đã bị hỏng rồi. Đây. Và thảo nào dạo này thì mình thấy cái súng của mình nó rất là yếu anh em nhá. Thì sau một thời gian mình sử dụng cái sạc này này thì đâu có mình sạc được đâu khoảng độ 20-30 lần gì đó thôi mà đã hỏng rồi mọi người ạ. Mình chả hiểu là cái loại này nó thế nào nữa. Thế nhưng mà khi mình tháo ra là mình đã biết là vì sao nó hỏng rồi. Đây, linh kiện của nó thì rất là mỏng manh anh em nhá. Nó chả có cái gì cả ngoài cái con tụ điện trở và tụ gốm và con photo quang và con biến áp. Thế thôi, chả có gì anh em nhá. Đây, thì nó đã bị chết mất một con diode. Mình đã thay con diode này vào để sử dụng. Đây, chính là con này anh em nhá. Và mình đã quyết định là sẽ cuốn một con biến áp này để chạy. Nhưng mà hiện tại chạy một con này thì mình thấy con diode này đã ấm ấm lên rồi. Thì có gì tí mình sẽ nâng cấp lên khoảng 3 con để cho nó khỏe anh em nhé. Đó, để tránh tình trạng gọi là chết diode như cái con vừa rồi mình tháo ra. Thì đây nó có hai chân nhưng mà nó đấu cho mình có một con thôi mọi người ạ. Đây này, thằng nào linh kiện nó chả có cái gì mà sạc nó rất là không hiệu quả. Đó, thì cái hàng này nó là hàng rẻ tiền mà anh em. Và đây, đây có một con IC. Thì mình không biết nó là con IC gì bởi vì mình không tháo ra. Đó, đây là con IC 6 chân, IC nguồn ấy. Thì hiện tại bây giờ mình đã bỏ cái phần này đi và mình cuốn một con biến áp đây. Anh em, như trước mắt anh em có thể nhìn thấy. Thì con này mình cuốn là 20V nhá. 20V, điện áp 20V. Bởi vì bên trong này nó có, mình không nhớ là bao nhiêu cell pin nhưng mà của nó là pin 3,7V. Thì của nó mình chả nhớ là bao nhiêu vôn, bao nhiêu cục nữa. Bởi vì đo là được 20V. Thì mình cuốn con này là 20V. 20V chuẩn. Đó là khí điện áp đầy. Và mình cuốn zin luôn để tránh tình trạng gọi là nóng hại pin này này. Đó, và cái cục này bắt đầu ấm ấm rồi. Mình đã sạc được khoảng độ 2-30 phút rồi. Đó, và mình tại vì sao mình phải câu vào đây đó mà mình không câu thẳng diode thì clip sau mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cái cách câu diode ở ngoài để sạc cho những cái loại pin cell 18650 này nha anh em nhé. Thì đây thì nhân tiện là ở đây nó có cái bóng báo này anh em này, đó anh em có thể nhìn thấy nó báo xanh. Thì mình chỉ cần cắt cái một cái chân của cái cuộn của con biến áp ở đây ra nhá. Đây như anh em có thể nhìn thấy. Đó, mình cắt cái chân này ra. Đây, để zoom sát lại cho anh em xem này. Đó, đây mình cắt cái chân này đi rồi. Thì mình vô hiệu hóa cái chân bên này mình kệ nó, mình cắt đi cũng được mà không cắt cũng được. Mình chỉ cần vô hiệu hóa một chân, một trong hai chân này. Và mình sẽ cấp cái dòng điện 20V ở bên này. Đó, lấy điện dòng điện 20V ở biến áp mình cuốn này nhá. Cấp vào đây. Thì sau khi anh em cấp vào chân này và chân con diode đây thì tức khắc là cái con bóng led của chúng ta nó sẽ báo hiển thị như chúng ta hoạt động trên mạch này. Đó, coi như là chúng ta lấy được cái phần mạch này để sử dụng sạc cho cái bộ này luôn. Chúng ta không cần phải chế gì nữa. Đó, khi là cái chúng ta là có những cái bộ này nó đã hỏng nha anh em nhé. Đó, anh em nào có những cái bộ này hỏng có thể tận dụng vào chế như thế này luôn. Đây, đó. Đây là một con diode này. Diode thì đây. Đây là diode nắn đường âm. Đường âm về chân này. Đây, đường âm về chân sạc ở trên này. Và còn con điện xoay chiều dẫn vào đây thì nó sẽ lấy điểm dương. Đây, anh em nhé. Lấy điểm dương dẫn ra đây, dẫn về đây. Đó, nó sẽ dẫn về đây. Và lên đây. Đó. Thì cái dòng điện này là dòng điện 20V thì tùy theo những dòng máy khác nhau. Thì mỗi loại nó có thiết kế khác nhau. Thì mỗi có loại là 12V này, 24V và 48V. Đó, pin ấy, cell pin này. Thì loại này của mình nó là 20V nhá. Thì mình quấn cái loại 20V. Thì sắp tới mình sẽ giới thiệu đến anh em cái cách mà không cần câu qua mạch này nữa. Thì mình sẽ câu bên ngoài ra để sạc cho những cái bộ pin như thế này. Rất là hiệu quả anh em nhé. Đó. Đây, tổng thể của một con mạch có bóng led. Thì cái này dây này mình cuốn dây 1 ly thôi, không cần nhiều.
Bây giờ máy mình đang chạy đã ấm ấm rồi. Thì bây giờ mình sạc để xem hiệu suất của cái pin này nó có tăng lên không. Và cái độ làm việc của bo mạch báo bóng led này là liệu khi nó sạc đầy là nó có chuyển về màu khác hay không. Đó. Thì cái loại này này từ trước mình sạc tới bây giờ là chưa thấy nó bao giờ nó ấy hiển thị cái bóng này đi. Hình như là nó chỉ tắt đi, lúc đó mình cũng không để ý bởi vì mình cứ cắm sạc vào vứt đấy. Rồi nhiều lúc mình vừa cắm được một lúc là mình lại rút ra. Đó. Hôm nay mình quyết định làm câu về kiểu này để sạc kiểm chứng xem là cái bộ này này có tốt hơn là cái của nó này không. Đó thì cái này nó là theo máy từ lúc mình mua về là nó được tặng luôn anh em nhé. Đó thì được tặng theo những cái bộ như thế này. Con máy này thì có 900 thôi, 990.000 là về đến mình cả phí ship đấy. Mà bắn cũng khá là ok nhưng mà dạo gần đây thì pin nó yếu quá. Thì mình cũng nghi ngờ bộ sạc rồi nhưng mà dùng mấy hôm thì thấy nó tèo luôn rồi. Đó, thì bây giờ mình chế cái bộ này xem là hiệu suất là thế nào. Và nếu mà ok thì sau mình sẽ tung ra những cái sản phẩm mà sạc cho những cái cục sạc pin này. Đó, đây. Thì bây giờ mình đang thấy mạch nó đã hoạt động khá là tốt rồi. Sau thì mình sẽ thông thường mình sẽ nắn về diode cầu nhé. Mình sẽ không nắn cái kiểu diode đơn sơ như thế này. Đó, thì cái này nó nắn gọi là lấy đường dương này và cái này lấy đường âm. Thì mình sẽ nắn về diode cầu và sẽ thiết kế luôn cả cái bóng ba chân này để báo bóng led cho anh em luôn. Đó. Thì con này thì khả năng là không có tự ngắt đâu. Đó. Bởi vì từ trước tới giờ mình sạc là hình như là nó đầy nó ngắt hay sao. Không biết phải không nhỉ. Từ để mình kiểm tra lại. Nắn về đây. Con này là không có tự ngắt anh em nhé. Bởi vì khi con này nó sạc đầy thì cái điện áp ở đây nó cấp lên ấy. Là nó sẽ bóng led này nó sẽ chuyển sang một màu khác gì đó. Đây. Để mình kiểm tra lại. Rồi, chúng ta câu về này thì sẽ không có tự ngắt anh em nhé. Đó thì chúng ta cứ sạc áng chừng rồi rút ra thôi. Rồi thì video của mình kết thúc tại đây. Anh em nào thấy clip của mình hay này, hữu ích thì hãy cho mình một like, một share và nút đăng ký kênh bên dưới nhé. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.